Hi, xin chào các bác. Hôm nay em xin giới thiệu với các bác bộ bao dề của Danico nhé. Gồm bao dề bao là bao 120 và dề là dề pad pad 5 ạ. Đây, dề quay cho các bác xem. Quay một vòng cho các bác xem. Đây. Đây em này là em này đấy, công suất là 400W max đấy, Danico 120. Con này thì chơi rất hay, lo Mỹ lo châu Âu. Cái dề này giờ chơi rất hay các bạn. Quay nội thất cho các bạn xem. Đây là nội thất của em. Đây các bác xem. Này bác nào về vệ sinh lại là đẹp đấy. Con này thì nó chạy sò đấy, sò sắt nhá. Đây ba con này, bên này hai con, đây. Hai con. Đây nội thất dề dề đấy các bạn. Đây nó có các cái nút đây. Đây là kênh. Này volume. Bao đăng, bát, chép, cầu. Cái này thì nó có cái nút bát này, nó có hai cái chế độ chỉnh rất hay. Bát chép này, có hai chế độ chỉnh rất hay. Mô xịt te đầy đủ hết. Còn đằng sau này để cho nó xem đằng sau. Đây ạ, Phono 1, Phono 2 tuner 81, 82, đường vào được ra rất nhiều. Cầu này là cầu gì nhỉ, em không biết. Điện ra đây chúng ta này còn rất ok đấy các bác. Con pound hơi bị xét một tí, các bác về đấy, đánh qua là nó sạch rồi. Đây đừng vào đây, cầu luôn. Đây nó ghi công suất này, 400W này, Danico 120 này, on off. Điện 120. À này điện 117. Mỹ. Đây. Quay lại các bác xem một lượt.
nhu cầu thì liên hệ với em nhé. Bộ này em để giá tầm 9 triệu rưỡi. Các bác cứ liên hệ với em. Số điện thoại của em là 0982 988 007 nhé. Xin chào các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác video sau. Các bác nào có nhu cầu thì alo em. Và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ và đón nhận những video mới của em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác. Bye bye.